giá trị của sự im lặng. Quý vị thân mến, có câu nói như thế này: học nói thì chỉ mất 2 năm, nhưng học im lặng thì phải mất cả đời. Quả thực, hầu hết người thành công luôn biết cách lên tiếng đúng lúc, im lặng đúng cách. Họ sẽ không bao giờ nói mà không có lý do, cũng sẽ không nói những điều vô nghĩa, vì như thế sẽ lãng phí thời gian, tự chuốc họa cho bản thân nếu lỡ lời nói sai. Với họ, lời nói là một loại tu luyện trong cuộc sống, bởi vì những điều tốt đẹp nếu nói đúng sẽ dễ dàng thúc đẩy sự thành công, đạt được thành tựu như mong muốn. Một người khôn ngoan hiểu rằng im lặng không phải là sự chịu đựng chấp nhận thua cuộc, càng không phải là sự yếu đuối. Im lặng là một nghệ thuật mà bạn phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thấu được. Trong nhiều trường hợp, sự im lặng khiêm nhường của bạn còn đáng giá hơn cả ngàn lời nói. Cùng triết lý cuộc sống lắng nghe và suy ngẫm, quý vị nhé. Thứ nhất, lời nói phát ra chẳng bao giờ lấy lại được nữa. Nhà văn La Mã sống vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên từng nói rằng: tôi thường hối tiếc vì những gì mình nói, chứ không bao giờ hối tiếc vì sự im lặng của mình. Lời nói giúp con người hiểu nhau, lại gần nhau hơn, nhưng đôi khi một lời nói cũng có thể hủy hoại mọi mối quan hệ tốt đẹp. Lời nói có thể khiến người khác vui sướng hạnh phúc, nhưng một lời nói vô tình hay chủ ý cũng khiến cho con người ta tổn thương sâu sắc. Nếu bạn cứ giữ thói quen nói ra tất cả, không suy nghĩ gì, chỉ cần mình được nói ra quan điểm của mình và bất chấp đến cùng, thì sẽ có những lúc bạn nói ra những điều không phải, thậm chí là gây tổn thương đến người đối diện. Cho nên, bạn cần học cách kiểm soát chính mình và giữ im lặng đúng lúc. Bởi đôi khi, lời nói thực ra chẳng có ý gì, nhưng nếu không nói thì tốt hơn. Nếu không nói ra, người khác sẽ không thể hiểu lầm ý của bạn được, từ đó sẽ không gây ra những mâu thuẫn không đáng có. Lâu nay chúng ta vẫn nghĩ rằng im lặng sẽ làm nhiều người cảm thấy ngột ngạt. Ai trong chúng ta cũng từng cảm thấy khó xử khi chẳng có gì để nói, dẫn đến việc cố gắng nói ra những điều lan man, thậm chí là vô nghĩa. Tất cả còn tùy thuộc vào việc bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Nếu như người bạn của bạn đang gặp rắc rối và cần được sẻ chia, thì hãy cho họ những khoảng lặng để họ trút ra những gì sâu thẳm trong lòng. Chẳng ai biết được liệu những gì bạn nói ra có giúp cho người bạn kia trở nên tốt hơn hay không. Nhưng một lời đã nói ra thì chẳng thể rút lại được. Nên hãy cân nhắc trước khi nói, đừng để lời nói thành vũ khí vô tình làm tổn thương người khác, quý vị nhé. Thứ hai, im lặng là vàng. Im lặng là cấp độ cao nhất của sự khôn ngoan của con người trong cuộc sống. Từ nền tảng của sự im lặng khôn ngoan đó, chúng ta sẽ biết nên nói lúc nào và nói những gì. Im lặng là không nên nói trong những lúc không cần thiết, vì lời nói đó có thể đem lại tai họa cho bản thân hoặc làm tổn hại đến người khác. Im lặng để lắng nghe người khác, để học hỏi, để thể hiện sự tôn trọng. Im lặng còn thể hiện sự điềm tĩnh, suy nghĩ chín chắn, nhận thức về bản thân và cuộc sống trước khi nói hay hành động. Im lặng là để giữ hòa khí trong những xung đột va chạm. Im lặng còn là một cách thể hiện thái độ đồng tình hay phản đối trước một vấn đề nào đó. Im lặng để đồng cảm sẻ chia với những nỗi đau của người khác. Im lặng để cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống quanh mình, để nuôi dưỡng tâm hồn. Im lặng còn là để yêu thương, tha thứ và là cuộc sống. Im lặng đôi khi lại là câu trả lời tốt nhất đấy. Hãy để mỗi lần im lặng là một lần bạn thấy bình yên. Dù thời gian không biết nói, nhưng nó sẽ luôn cho bạn một câu trả lời chính xác nhất. Người nào học được cách trầm tĩnh và trưởng thành, người đó sẽ luôn nhận được những phần thưởng xứng đáng từ cuộc sống. Thứ ba, lắng nghe, bạn sẽ học được nhiều điều. Nếu im lặng là vàng, thì lắng nghe là kim cương đấy. Tại sao lại ví như vậy? Bởi khi bạn nói, bạn chỉ nói ra những gì bạn biết. Nhưng khi bạn nghe, bạn có thể học được rất nhiều điều. Nhưng thói quen thường thấy của chúng ta là những gì mình biết, mình phải nói cho bằng hết. Vì hiếu thắng, chúng ta nói bất chấp, luôn cho rằng mình là người đúng nhất. Đôi lúc còn cảm thấy khó chịu khi mình không nói ra được hết quan điểm suy nghĩ của mình.
bởi sợ rằng không nói ra người khác sẽ nghĩ mình là kém hiểu biết. Song đến khi trưởng thành hơn cũng là khi chúng ta trở nên trầm tư hơn, kiệm lời hơn, không phải vì bất mãn với cuộc đời hay lý do gì khác, mà là vì chúng ta đủ sâu sắc để hiểu rằng đã đến lúc cần im lặng để lắng nghe. Im lặng không phải là không nói chuyện, thờ ơ với những lời người khác nói, mà là lắng nghe và cho người khác có cơ hội bày tỏ quan điểm của họ. Mỗi chúng ta đều có những thiếu sót nhất định, biết lắng nghe người khác cũng là cách tốt để ta trau dồi những kiến thức còn thiếu. Hơn nữa, có đôi khi người ta tìm đến bạn không phải để nói chuyện với bạn, mà là họ cần được chia sẻ, được lắng nghe. Sự chân thành lắng nghe của bạn không chỉ giúp họ vững tinh thần vượt qua những khó khăn, mà còn giúp tăng thêm niềm tin của người khác vào bản thân bạn. Đừng để đến khi đã có tuổi rồi mới nhận ra điều ấy. Bạn hãy học cách lắng nghe ngay từ bây giờ nhé. Thứ tư, lên tiếng đúng lúc. Lắng nghe giúp bạn học được nhiều điều, nhưng không có nghĩa là bạn chỉ im lặng mà không nói gì. Bạn nên chọn lọc thời điểm để nói và suy nghĩ kỹ trước khi nói, cũng như tiếp nhận những quan điểm người khác đưa ra. Bởi lên tiếng là để khẳng định giá trị bản lĩnh, thể hiện sự chủ động tự tin trong việc bày tỏ quan điểm chính kiến của mình. Lên tiếng để đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu và bênh vực cho cái tốt, cái yếu bị chà đạp. Lên tiếng để bày tỏ tình yêu thương, động viên, chia sẻ, giúp đỡ người khác. Lên tiếng để mang niềm vui, tiếng cười cho cuộc đời. Mỗi chúng ta cần nhận thức đúng hoàn cảnh, vị trí của mình, có lý trí sáng suốt, có tấm lòng nhân ái, có trái tim nhiệt huyết và dũng cảm, để biết khi nào cần lên tiếng và khi nào thì cần im lặng. Nên nhớ rằng bạn cần phải trở thành một người có tiếng nói và có sức mạnh. Không cần nói quá nhiều, nhưng mỗi câu nói ra đều phải đi vào lòng người, và quan trọng nhất là thành thật với chính bản thân mình. Quý vị thân mến, tạo hóa cho chúng ta một cái lưỡi để nói, nhưng lại cho ta đến hai cái tai để nghe, nghĩa là chúng ta cần phải nghe gấp hai lần nói. Hãy để lời nói của bạn trở nên giá trị hơn nhờ sự cân nhắc kỹ càng và tiếp thu những ý kiến của người khác. Biết cách nói chuyện là kỹ năng cần thiết, nhưng kỹ năng quan trọng hơn chính là biết khi nào nên im lặng. Bởi đôi khi, im lặng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với một lời nói hoa mỹ có cánh. Vì vậy, mỗi người nên học cách im lặng đúng lúc để tìm ra con đường dẫn đến thành công, đồng thời để tâm thái luôn lạc quan trước bất kỳ chuyện gì không may xảy đến trong đời. Và dưới đây là những thời điểm trong cuộc sống mà bạn nên giữ im lặng. Thứ nhất, khi không có thông tin sự thật. Albert Einstein, nhà vật lý người Đức từng nói, người không coi trọng sự thật trong những vấn đề tiểu tiết cũng không thể tin cậy được trong việc lớn. Điều đó cho thấy, trong cuộc sống hay trong công việc, bạn luôn nhớ tuân thủ ba nguyên tắc: sự thật, trung thực và hữu ích. Bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý với quan điểm này, nhưng việc nói về một chủ đề mà bạn không có thông tin chính xác có thể bị xem là nói vô nghĩa. Còn nếu đó là một vấn đề nhạy cảm, chúng ta hãy cố gắng giữ im lặng cho đến khi biết tất cả sự thật. Thứ hai, khi lời nói có thể làm xúc phạm người khác. Giữa một cuộc thảo luận sôi nổi, có khi bạn đã nói điều gì đó làm tổn thương người khác. Đôi khi chúng ta thốt ra lời nói xúc phạm người khác do ghen tị hoặc để thị uy. Nó thường là những lời nói theo kiểu châm biếm. Những điều đó không làm giảm tính xúc phạm của lời nói. Nghiêm túc với bản thân, bạn sẽ thấy hậu quả của những lời nói này khi được nói ra. Cho nên, trong một cuộc tranh cãi, sự im lặng sẽ giúp bạn lắng nghe tốt hơn. Khi ấy, im lặng là câu trả lời mạnh mẽ nhất, đồng thời giúp bạn giữ hình tượng hơn là cố tỏ vẻ uy thế. Nếu bạn cần đưa ra nhận xét về ai đó hay sự việc nào đó mình không thích, hãy dành 5 giây im lặng, tập trung suy nghĩ trước khi nói ra. Thứ ba, khi cảm xúc tiêu cực của bạn cao. Khi bạn đang bực tức, chẳng có quy định nào nói rằng bạn phải nói chuyện với mọi người khi ở trong trạng thái tồi tệ này cả. Những cảm xúc tiêu cực có thể khiến bạn đi vào con đường mà bạn không muốn đi. Sự tức giận không thể giải quyết được vấn đề gì, thậm chí còn đẩy sự việc đi theo chiều hướng xấu hơn. Cổ nhân có dạy, giận quá mất khôn, ý chỉ rằng
Khi nổi nóng đừng nên đưa ra câu trả lời nào cả. Bởi lúc đó, nhiều người không suy nghĩ gì khi nổi giận, chỉ nói theo cảm xúc tiêu cực. Chỉ cần khiến đối phương tổn thương là việc gì họ làm, câu nào họ cũng nói ra cho bằng được. Nhưng đến lúc bình tĩnh lại, bạn mới thấy ân hận và hối tiếc về những điều mà mình đã nói ra. Rất nhiều người phạm sai lầm là đưa ra quyết định khi nóng giận, để rồi bản thân chính là người thiệt thòi nhất. Vậy nên muốn gì thì muốn, nếu đang nóng giận, đầu óc chưa được suy nghĩ thấu đáo thì đừng đưa ra câu trả lời. Cứ bình tâm suy nghĩ, khi cơn giận hay những cảm xúc tiêu cực qua đi thì hãy nói. Thứ tư, khi bạn không có gì để nói. Trò chuyện giữa những người bạn là điều tốt đẹp để tăng mối quan hệ bạn bè. Nhưng tại sao chúng ta lại cảm thấy phải nói điều gì đó khi không có gì để nói? Không ai khen bạn nói nhiều khi những lời nói đều sáo rỗng hoặc là rỗng tuếch. Bạn hãy nhớ nguyên tắc trước tiên của lời nói chính là đừng chỉ nói cho có. Nếu lời nói của bạn không đóng góp được gì thì hãy giữ im lặng. Bạn có thể gặp hành vi nói cho có này ở nơi làm việc, đôi khi theo kiểu để nịnh hót hoặc là do quá bốc đồng. Chắc chắn chẳng ai thích người như vậy cả. Thứ năm, khi đó không phải là nơi để nói. Hãy nghĩ xem bạn đang cố gắng nói chuyện với một người không hiểu hoặc không muốn hiểu quan điểm của bạn. Bạn sẽ không thể thay đổi họ và họ cũng không bao giờ cho bạn là đúng. Vậy thì hãy giữ im lặng và dành lời nói của bạn cho những cuộc trò chuyện khác có ích hơn. Thực tế là việc tập trung lắng nghe, chú ý hoàn toàn, tức là lắng nghe tích cực là rất hiếm. Hiểu và có kỹ năng lắng nghe tích cực có thể dẫn bạn đến những hiểu biết mới, mở rộng kiến thức và cải thiện các mối quan hệ xung quanh bạn. Quý vị thân mến, có những khi chúng ta cần phải nói, thậm chí là nói nhiều để có thể mang lại lợi ích cho người khác, để hòa giải, để hòa hợp và cảm thông, hoặc để bảo vệ chân lý. Tuy nhiên, có đôi khi lại cần im lặng. Lúc đó, sự im lặng có giá trị hơn nhiều. Pythagore từng nói, im lặng là cấp độ cao nhất của sự khôn ngoan, ai không biết im lặng là không biết nói. Im lặng để lắng nghe nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn và ngày càng hoàn thiện mình. Im lặng để tránh những lời nói không cần thiết, tránh để cơn nóng giận khiến ta làm tổn thương người khác. Im lặng là để sẻ chia, để đồng cảm. Im lặng là để yêu thương và tha thứ. Đó chính là giá trị của sự im lặng. Trong phần cuối của video hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Người ăn mày và món quà của lòng nhân hậu. Victor sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở nước Anh. Cha mẹ của cậu đều phải làm thuê để kiếm sống. Mặc dù họ sống trong nghèo khó, nhưng mọi thành viên đều không vì vậy mà đánh mất đi sự chính trực, lòng lương thiện và nhân ái. Khi còn bé, Victor đã từng gặp một ông lão ăn mày đáng thương gõ cửa xin ăn. Lúc ấy đang là giữa mùa đông, bên ngoài gió tuyết không ngừng thổi. Ông lão ăn xin vừa đói vừa lạnh. Mẹ Victor trên tay chỉ còn vỏn vẹn có mấy đồng tiền lẻ, nhưng đều đưa hết cho ông lão ăn mày. Victor nhìn mẹ cảm thấy thật khó hiểu. Người mẹ nói với Victor, chúng ta ăn ít đi một bữa thì có thể cứu sống được một mạng người đấy. Cứ như vậy, Victor lớn lên trong hoàn cảnh luôn chứng kiến những lời nói và việc làm mẫu mực của cha và mẹ. Vài năm sau đó, Victor khi ấy đã trưởng thành. Trong một lần gặp gỡ bạn bè, anh quen được một cô gái có dung mạo xinh đẹp. Thế rồi rất nhanh sau đó, hai người họ đã yêu nhau. Nhưng cha của cô gái là một quan tòa, không muốn con gái mình lấy một thanh niên nghèo chỉ có hai bàn tay trắng. Vì vậy ông nói, khi nào cậu kiếm được đủ 10.000 bảng Anh thì mới nhắc tới hôn sự này. 10.000 bảng Anh, đối với một người trẻ tuổi vừa mới ra ngoài xã hội mà nói, thật sự là điều không thể nào thực hiện được. Victor thất vọng, đi tìm người bạn tốt của mình để tâm sự giải sầu. Daniel, bạn của Victor, là một họa sĩ trẻ tuổi đang ở nhà vẽ một bức chân dung về người ăn mày. Anh ta mời một người ăn mày đến làm người mẫu. Người này ăn mặc quần áo cũ rách, khom người, một tay chống gậy, một tay cầm bát hướng về phía trước.
trên trán còn hằn sâu vài nếp nhăn. Victor nhìn thấy vậy trong lòng xúc động vì nhớ đến người ăn mày năm xưa ở trước cửa nhà mình. Trò chuyện một lúc, anh biết được người bạn của mình trả cho ông lão đó tiền công là 10 xu một giờ. Victor không khỏi xấu hổ vì sự keo kiệt của anh bạn. Lúc này, người gác cổng trước nhà đến báo là có người tìm gặp Daniel, vì thế anh vội đi và để Victor ngồi lại với ông lão ăn mày. Victor nhìn thấy bộ dạng đáng thương của ông lão thì lấy ra một bảng anh tiền xu. Thừa dịp Daniel còn chưa quay lại, Victor mau chóng nhét đồng bảng anh tiền xu vào tay ông lão. Ông lão ăn mày ngẩng lên nhìn Victor có chút kinh ngạc, rồi tiếp nhận mà không nói một lời nào. Sau đó trong một lần tụ họp bạn bè, Victor gặp lại Daniel. Anh bèn hỏi thăm xem bức chân dung người ăn mày của Daniel đã hoàn thành chưa. Daniel nói cho Victor biết ông lão ăn mày kia vốn dĩ chính là nam tước Alfred Adler, một vị danh gia vọng tộc. Sản nghiệp của ông ấy nhiều vô kể. Hàng năm ông đều dành ra một phần tặng tiền từ thiện rất lớn cho các tổ chức và trường đại học. Ông sở dĩ muốn để Daniel vẽ mình thành một ông lão ăn mày cũng bởi lòng hiếu kỳ, muốn biết xem khi mình là một tên ăn mày thì bộ dạng sẽ như thế nào. Victor nghe xong tình huống này, trong lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng vì sự khinh suất lỗ mãng của mình khi đó. Người ta là phú ông tiền tỷ, còn mình chỉ có một đồng bảng anh tiền xu mà dám bố thí sao, thật là không biết lượng sức mình. Không lâu sau đó, Victor nhận được một bức thư do nam tước Alfred Adler gửi đến. Trong thư ông viết: "Chàng trai trẻ, ta vì sự lương thiện chính trực và tấm lòng nhân ái của cậu mà cảm thấy tự hào. Ta được Daniel kể cho nghe câu chuyện về tình yêu đẹp đẽ của cậu. Bức thư này có lẽ có thể giúp cậu biến câu chuyện tình yêu đẹp đẽ ấy thành sự thật." Trong bức thư còn kèm theo một tấm thiệp chúc mừng, bên trong có tấm phiếu 10.000 bảng Anh được viết như sau: "Lễ vật thành hôn dành cho anh Victor cùng cô Alistair. Một lão ăn mày, kính tặng." Quý vị thân mến, cuộc sống luôn công bằng. Nếu bạn đối tốt với người này, có thể người đó không đền đáp bạn ngay lúc đó. Nhưng trong tương lai, họ hoặc người khác sẽ có cơ hội đền đáp cho bạn. Vậy nên đừng ngần ngại mà cho đi khi có cơ hội nhé. Hãy cứ cho đi, sẽ nhận lại gấp 100.000 lần yêu thương. Trao yêu thương để nhận lại yêu thương, và cái được nhận lại đôi khi còn lớn lao gấp bội lần. Đó chính là phước báo, là sự thanh thản trong tâm hồn, cũng chính là những giá trị không thể đo đếm được. Sự yêu thương giúp đỡ mà chúng ta nhận lại trong hiện tại hay tương lai chính là quả ngọt của tình yêu thương mà chúng ta đã trao đi. Vậy nên hãy cùng chia sẻ, cùng cho đi những điều tốt đẹp để được nhận lại những niềm vui trong tâm hồn, niềm hạnh phúc trong cuộc sống quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.